Họ ở ngay bên ngoài. Anh vừa nói phụ trách cảnh giác là chuyện của anh. Chúng ta không giúp nhau mà. Tôi đâu có kêu anh giúp, chỉ là hỏi anh tìm thấy chưa thôi. Anh thấy sao? Phá cửa cho tôi. Hắn ở bên kia, mau nổ súng bắn chết hắn. Anh muốn nhìn họ bắn chết tôi sao? Tôi có thể nhắc nhở anh không? Tiếng nổ chắc chắn kinh động những người khác. Chúng ta sẽ bị bao vây nhanh thôi. Là cao thủ, quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Càng là lúc nguy cấp thì hành động càng phải ổn định. Dù là nguy cấp cỡ nào, thời gian dành cho anh vẫn đủ. Chỉ là xem anh có giữ được điềm tĩnh hay không thôi. Bình tĩnh ung dung, thật ra thời gian vẫn còn thừa. Nhưng đáng buồn là đa số mọi người vào lúc này đều hoảng loạn. Thời gian có dư giả thì cũng trôi nhanh, tạo nên bi kịch. Cho nên vào lúc nguy cấp nhất giữ được điềm tĩnh, như vậy thì mới không mắc sai lầm, mạng mới giữ được lâu chứ. Tôi đúng là khâm phục anh đó. Trong tình huống như vậy mà vẫn có tâm trạng dung dài. Thật ra thì tôi vẫn luôn chú ý vẻ mặt của anh. Không thể không nói anh cũng là người giữ được điềm tĩnh, chỉ là không bằng tôi thôi. Anh khiêm tốn quá hả? Nobita, sao vậy? Hắn nói cho tôi biết sao vậy? Hắn ở trong phòng thuyền trưởng, ở đó có hai người. Cái gì? Hai người? Cô lập tức triệu tập các nhóm khác, lập tức di viện. Dạ, đi mau. Furukawa, tôi thu hút quả lực của đối phương. Cậu đi qua bên còn lại của cứu khoan chuẩn bị tấn công. Rõ. Đang tìm anh ta sao? Furukawa, giải quyết hết chưa? Giải quyết hết chưa vậy? Không hay rồi. Anh còn không tìm thấy. Tìm thấy rồi. Tôi đã nói rồi, chỉ cần giữ được điềm tĩnh, thời gian sẽ đủ thôi. Tìm thấy cũng có ích gì chứ? Viện binh của kẻ địch tới được kìa. Chúng ta không ra được. Ai nói chúng ta sẽ ra chứ? Hành động. Rõ. Ném lựu đạn cho tôi. Khoảng cách quá gần sẽ làm mình bị thương đó. Mặc kệ, nổ chết họ đi. Nổ chết đi. Ném lựu đạn. Rõ. Xông lên.
khốn kiếp. Người chạy đâu rồi? Tìm cho tôi, tìm cho tôi đi. Dạ. Anh Eguchi, nhìn chỗ kia kìa. Không hay rồi, họ trốn từ đường ống thông gió. Đuổi theo cho tôi, đuổi theo. Rõ. Họ đuổi theo rồi. Cần tôi kêu anh phải làm sao không? Đưa lựu đạn cho tôi. Anh điên sao? Đường ống hẹp như vậy không có yểm hộ, nổ chết gia địch thì bản thân cũng không thoát nổi. Họ dám dùng mình không dám dùng sao? Họ có sát người làm yểm hộ. Anh nói lớn hơn nữa đi cho họ nghe thấy luôn. Ném lựu đạn. Mau bỏ đi. Phía trước là nhà bếp. Coi chừng đó. Cảm ơn nha. Tôi đang cảm ơn anh đó. Vậy tôi nên trả lời sao đi? Không có gì. Hoặc là đây là chuyện nên làm thôi. Sao lại là chuyện nên làm? Vì nãy anh nói rồi đó, cao thủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, không cần giúp đỡ đối phương. Bất lịch sự quá. Đám lính sinh ngoại như anh chỉ biết văn vẽ thôi thì có ích gì chứ. Anh biết anh mắc nợ tôi là đủ rồi. Đây là phép lịch sự đó, là văn minh. Thôi bớt giùm đi, là chuyện chính. Nhìn kìa, phía trước có lối ra. Họ chắc chắn từ xuống dưới rồi. Nhanh lên, phải tìm được xác. Lợi hại thiệt. Gì đây? Diêm tiêu. Diêm tiêu là nguyên liệu chế tạo thuốc nổ hạng nặng. Anh lấy đâu ra vậy? Nó cũng là nguyên liệu thường dùng để làm chất tẩy rửa đó. Trên thuyền này có. Hèn gì tôi nói làm sao anh tìm được hay quá. Sao lại như vậy? Mau, mau dập lửa nhanh lên. Mau lên. Mau lên. Khốn kiếp, mau lên. Mau lên, mau lên. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Được rồi, người Nhật sắp tìm thấy chúng ta rồi đó. Đi thôi, đi. Lần hướng nhà bếp, nhanh lên. Bắn. Làm gì vậy? Lúc này còn sửa đồ. Im lặng được không? Nên làm chuyện của anh đi. Tổng cộng hai người, một người thì đang sửa đồ. Giờ mình tôi làm sao chống đỡ nổi chứ. Để tủ.
Làm gì? Kêu anh đẩy thì đẩy đi. Đâu ra nhiều chuyện vậy? Tôi... Anh nói chuyện khách sáo chút được không? Họ hết đạn rồi, xông lên. Phục rồi, anh lợi hại hơn tôi. Tiếng súng và tiếng nổ chắc chắn kinh động bọn Nhật ở đầu thuyền. Một khi họ đến từ hướng đầu thuyền thì trước sau kẹp chặt, chúng ta có 10 cái đầu cũng tiêu tùng đó. Anh định làm sao? Anh đúng là hiểm thiệt đó. Mau lên, mau lên. Cái miệng ăn mắm ăn muối, tốt thì không linh, xấu lại linh. Bọn Nhật tới thì kìa kìa. Dòng dài quá, làm theo đi. Xông lên. Họ ở bên kia, nổ súng. Chuyện gì vậy? Phải đó. Bắn. Bắn mạnh lên. Không được để họ thoát. Họ định chạy đó. Xông lên. Xông lên. Nấp đi, mau nấp đi. Khó về quá, không thấy gì hết. Kẻ địch ở đâu? Chắc là ở đối diện đó. Đi mau. Bắn, bắn cho tôi. Bắn, bắn đi. Bắn trả, bắn trả. Ném lựu đạn, nhanh lên. Nằm xuống. Xông lên, tiêu diệt họ. Chiêu này của anh thâm thiệt đó. Bọn Nhật tự đánh nhau luôn rồi. Đánh cũng ác liệt lắm. Chứ sao họ lại là người Nhật chứ? Khi rõ ràng là người Nhật. Anh hay thiệt đó. Tôi thấy anh cũng còn chưa trải đời, chỉ biết ở bên cạnh hống hớt thôi. Hống gì không hống? Này có gì mà hống? Hống hớt kiểu gì chứ? Thôi đi, đừng nói nữa. Đi nhanh lên. Tôi đang muốn xem hai tốp này ai thắng ai thua. Có gì đáng xem đâu. Chắc chắn là bên Đông sẽ thắng. Được không? 100 đồng đại dương. Tôi cược bên ít thắng. 100 đồng đại dương. Anh đúng là dám cược đó. Tôi không có nhiều vậy đâu. Hơn nữa, tôi thấy anh còn không bằng tôi. Nghèo tới mức chỉ có bộ đồ trên người thôi. Anh lấy gì mà kiệt? Không có tiền thì nói miệng cho sướng không được sao? Hơn nữa, còn chưa biết đã sống sót xuống thuyền được không. Được 100 đồng đại dương đi đâu xài chứ? Thôi đi, bớt nói nhảm đi. Mau đi thôi. Quên đây không có người của chúng ta sao? Sao không tới cứu viện? Chắc là không nghe thấy, hoặc là đang tới. Nhảm nhí, đánh một lúc lâu rồi mà. Có điếc cũng phải nghe thấy chứ. Ông đây sẽ liệu với các người.
không đúng. Lúc chúng ta mới xông vào nhà bếp, đối phương chỉ có hai người thôi. Nhưng bây giờ không hay rồi, là người mình đó. Ngừng bắn đi, ngừng bắn. Ngừng bắn, đang gào gì vậy? Mặc kệ đi, xử hắn luôn. Đừng bắn, đừng bắn. Ngừng bắn, lập tức ngừng bắn. Trưởng quan, trưởng quan, sao vậy? Cậu Yamamoto, mở đèn lên. Chúng quan, chúng quan, chúng ta tàn sát lẫn nhau. Hai người đó khiến chúng ta tàn sát lẫn nhau, còn họ thì bỏ trốn. Họ đang ở đâu chứ? Họ đang ở đâu? Chúng quan, tìm khắp thuyền, tất cả đường ống, tất cả mọi ngóc ngách đều phải tìm kỹ. Tìm ra họ cho tôi. Lập tức đi tìm đi. Rõ. Họ là ai chứ? Họ là ai? Sao họ lại xuất hiện trên chiếc thuyền này? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Dân Lãng, Lâm Na, hai đứa nghe thấy gì rồi? Là tiếng súng, tiếng nổ. Nhưng giờ hết rồi. Sao đi, nghe thấy rồi chứ? Tiếng súng và tiếng nổ rất dày đó, ở khoang tầng trên. Anh ấy chắc chắn giao đấu với bọn Nhật rồi. Anh ấy là đội tướng dân sao? Tôi nói rồi, chỉ cần anh ấy ở bên ngoài, chúng ta sẽ có hy vọng. Nếu được như vậy thì tốt quá. Chỉ tiếc là chúng ta bị nhốt ở đây, không thể giúp được gì. Muốn ra đó đánh một trận với bọn Nhật quá đi. Các vị đừng kích động. Vừa rồi đúng là có tiếng súng, nhưng sao bây giờ lại hết rồi? Dân Lãng, cháu nghĩ là tại sao? Chuyện này Thâm Nhị Phụ muốn nói lại thôi sao? Có vẻ lại muốn phát biểu cao kiến gì rồi. Tôi khuyên anh đừng hỏi nấy. Lúc quan trọng thì không giúp được gì hết, mà chỉ toàn làm liên lụy người khác. Nói tới hát nước lạnh thì không ai sánh nổi với nấy đâu. Chỉ vài ba câu thôi đã dập tắt hy vọng của mọi người rồi. Tôi thấy tôi khỏi nói cho rồi đi. Đừng đừng, có gì đừng cố giữ trong bụng. Nếu như giữ thành bệnh vậy thì phiền lắm. Tục ngữ nói, thà xấu mặt với người khác còn hơn là tự hại thân mình. Này đội phó, nói gì vậy chứ? Thâm Nghị Phùng chỉ muốn nói một câu,
mà anh lại kêu xấu mặt rồi hại thân mình cái gì đó. Làm như đánh rắm vậy? Anh, cậu thông minh quá. Cái gì mà nói chuyện với đánh rắm, với Tham Nghị Phùng mà nói cũng như nhau cả thôi. Ý của anh nói là Tham Nghị Phùng nói chuyện y như đánh rắm phải không? Này cậu Cao, không ngờ cậu cũng hài hước thiệt đó. Anh coi cái miệng này của tôi chỉ toàn đắc tội với người ta thôi. Tôi còn tưởng là đang nói tốt nữa kìa. Tham Nghị Phùng à, cậu đừng có để bụng nha. Có phải nói nhảm hay không thì xem kết quả là biết. Vừa rồi tiếng súng và tiếng nổ dày đặc vang một trận rồi lại ngừng, chỉ có thể chứng tỏ đội trưởng dân gấp nạn thôi. Phùng Văn Lãng, biết ngay mà, là từ cái miệng của anh không nói được câu nào hay. Lẽ nào anh không thể cho mọi người chút hy vọng sao? Lâm Na, đội trưởng dân lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ có một mình, mà lính Nhật cướp thuyền có tới mấy chục tên, đều là đầy đủ vũ trang, chuẩn bị chu đáo. Giờ người Nhật bắt chúng ta làm con tin, không ai chọc tới họ, thuyền tới Nhật rồi tự khắc sẽ thả chúng ta về nước thôi. Nhưng đội trưởng dân chủ động tấn công như vậy, đừng nói là đánh không lại, ngay bản thân tôi mạng mà lại chọc giận người Nhật thì tính mạng của đám con tin như chúng ta cũng nguy luôn. Vẫn là sợ chết. Với anh mà nói, không thứ gì quan trọng hơn tính mạng. Có một bài thơ: mạng sống quả thật đáng quý, giá trị tình yêu lại càng cao, nhưng vì tự do có thể từ bỏ hai điều trên. Em thấy anh đó cũng chỉ dừng lại ở dưới đầu thôi, còn về tình yêu và tự do đều không liên quan tới anh. Lâm Na, chúng ta đang nói về tình hình hiện tại mà, liên quan gì tới tình yêu với tự do? Đương nhiên là có. Đây là ý thức sâu sắc của con người, sau khi gặp nguy hiểm sẽ thể hiện rõ ra. Hơn nữa, Tham Nghị Phùng hình như rất muốn tới Nhật thì phải. Tình cảm với bọn Nhật cũng tốt quá, vậy mà lại tin họ có thể thả chúng ta trở về an toàn sao? Tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ đang nói lý lẽ thôi. Lý lẽ của anh là phục tùng, mặc cho cường đạo sắp đặt. Dịp Lâm Na này tôi là phụ nữ, nhưng em cũng hiểu được đạo lý không phải là người tộc ta, lòng dạ ác khác biệt. Em thà chết chứ không muốn rơi vào tay của người Nhật đâu. Lâm Na, Văn Lãng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chứ đừng hở một chút là nói lời chèn ép người ta. Phải đó, anh cũng chỉ đang đoán. Nếu không phải đội trưởng dân gặp bất trắc thì sao tiếng súng lại ngưng rồi? Tiếng súng ngưng thì có gì là lạ chứ? Địch đông thế mạnh, có lẽ anh ấy đã trốn tới một chỗ khác rồi. Tôi hiểu rõ Dân Kiến Minh, anh ấy không hành động cảm tính đâu, mọi chuyện đều hành động theo mưu tính hết. Mong là như vậy. Mong Chúa phù hộ cho đội trưởng dân. Mong Chúa phù hộ cho đội trưởng dân. Tốc độ 15 hải lý trên giờ, xác định quỹ đạo. Dừng. Nói tôi biết hai người đó là ai? Nói tôi biết hai người nào chứ? Chính là hai người trên thuyền của anh. Anh chắc chắn biết họ là ai. Rốt cuộc anh đang nói gì? Nói. Nếu không tôi bắn chết anh đó. Tôi không biết anh đang nói ai hết. Hai sĩ quan một cao một thấp, họ là bộ binh đặc chủng, rất lợi hại, lợi hại vô cùng. Anh nói cho tôi biết họ là ai. Tôi không biết. Anh không nói thật sao? Bắn đi. Bắn chết tôi rồi thì đừng mong về Nhật. Anh trưởng quan, anh ta chỉ là thuyền trưởng, có lẽ không biết đâu. Bắn chết anh ta rồi chúng ta cũng tiêu tùng với đại dương thôi. Đây là phía trên khoang phòng tầng 2. Phải đó. Chúng ta đã bỏ qua 6 phòng rồi. Bên dưới chắc chắn là phòng số 7 tầng 2. Dù gì cũng không thấy. Anh nói sao cũng được. Sao đây? Không tin sao? Anh tin là có người bò trong đường ống kính mà biết mình đi qua được mấy phòng không? Đương nhiên, vì tôi biết. Nếu như không chứng minh được thì tôi cũng biết. Anh biết không? Phía trước có ngã rẽ, qua đó sẽ có cửa sắt, bên dưới chắc chắn là phòng số 7. Càng nói càng vô lý. Hai người đó đúng là không có chút manh mối nào, không ai thấy họ hết, cũng không biết họ là ai. Trưởng quan, sao vậy? Lúc bắt đầu đột kích,
Cậu từng phái người tới cầu cứu, nói là tầng 3 gặp phải một tiểu phân đội có sức chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa, các cậu cũng không thể tiêu diệt họ, cho đối phương bắt đi 2 con tin. Phải, tiểu phân đội đó bảo vệ phu nhân của trưởng quan quốc dân đảng, rất lợi hại. Hơn nữa, cái người cao cao trong 2 người chỉ có Asano từng gặp. Lúc đó cậu ấy dẫn người đi chi viện cho các cậu, đã gặp người này ở bon tàu cuối khoang tầng 3. Và phải, cũng là ở tầng 3. Ý trưởng quan nói, người này cũng là thành viên của tiểu phân đội đó. Chứ không thì sao hắn lại xuất hiện ở bon tàu ở tầng 3 chứ? Hơn nữa, vừa đúng lúc tiểu phân đội lợi hại đó cũng ở tầng 3. Chúng ta đã bỏ qua một nơi quan trọng rồi. Đúng là có cửa sắt. Đúng là gian phòng khách. Sao anh biết được chứ? Người Nhật phát hiện chúng ta rồi. Không thể nào. Nhất định tiểu đội người Nhật đang kiểm tra đường ống. Súng sao? Không có động tĩnh, xuống đi. Được thôi, đóng túi. Kéo cái giường kia lại, lấy thêm cái ghế. Lấy giường chứ ghế làm gì chứ, sợ độ cao sao? Đưa cửa sắt cho tôi. Tôi nghe Kawasaki nói thuộc hạ của cậu ấy vào phòng số 7 từ cửa sổ phát động tấn công. Trong phòng này có mười mấy sĩ binh quốc dân đảng, sức chiến đấu không mạnh lắm. Nhưng cấp dưới của Kawasaki tấn công phòng số 8 nói là phòng đó cũng có mười mấy sĩ binh quốc dân đảng, ai nấy đều là cao thủ nên tổn thất nặng nề. Xông vào 4 người thì 3 người bị bắn chết. Lúc tôi tới chi viện cũng gặp họ, đúng là khó đối phó. Đám người mà cậu nói chính là đám vệ sĩ của phu nhân trưởng quan quốc dân đảng đang bị nhốt trong nhà kho. Phải, đó là họ. Kawasaki đâu? Sao vẫn không thấy cậu ấy? Trước khi đánh ở nhà bếp, và chúng tôi chỉ huy tiểu đội của mình lục soát phòng khách từ tầng 1 tới tầng 3. Sau đó thì không thấy Kawasaki. Có khả năng Kawasaki đã chết. Cái gì? Cậu nói tiếp đi. Nghe cấp dưới của Kawasaki nói trong phòng này còn trói một tên nữa. Là ai? Hình như là sĩ quan. Trói ở đâu? Hình như là trói ở một cái cột trong phòng đó. Nhưng phòng này không có cột. Sau đó, cậu có thấy người này nữa không? Tôi từng hỏi cấp dưới của Kawasaki. Sau khi chiến đấu kết thúc, họ từng tới lục soát phòng và phát hiện hắn đã biến mất. Mau lên, tìm kỹ cho tôi. Mỗi một gốc, mỗi một đường ống đều phải tìm, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào. Mau lên, rõ. Các người tới đây làm gì? Trưởng quan Ekuji ra lệnh, chuyển hết thuốc nổ tới đường ống. Thuốc nổ? Chính là thuốc nổ chúng ta mang lên thuyền đó. Cẩn thận đó. Mau lên. Dạ. Mau lên, tìm kỹ cho tôi. Các cậu mau lên đi.
mấy cậu tìm cho kỹ. Tôi nói không sai chứ? Không sai. Đây đúng là phòng số 7. Tôi thật sự không hiểu, trong đường ống kính mít sao biết được mình bỏ qua mấy phòng. Thật ra rất đơn giản. Sau khi ở phòng số 8 tầng 3, tôi đã nhìn qua một lượt độ dài rộng cao của phòng. Mỗi phòng dài tầm 6 mét, rộng 4-5 mét, cao tầm 2 mét. Chúng tôi ở phòng kép, cũng có nghĩa là hai phòng hạng 2 đập ở giữa ghép thành. Chúng ta bò trong đường ống thì mỗi bước tầm 60 cm, quy đổi ra thì không khó biết được vị trí của mình. Anh thấy sao? Làm kẻ địch của anh đúng là quá bất hạnh rồi. Còn tôi lại đang làm chuyện như vậy. Ít nhất là bây giờ chúng ta không phải là kẻ địch. Bên ngoài sao rồi? Bọn Nhật đang tìm kiếm các phòng bên trái hành lang. Tất cả cửa phòng đều mở hết rồi. Vậy thì chứng tỏ họ đã tìm phòng bên phải rồi, nên đã khóa cửa phòng lại. Vừa nãy lại có một tiểu đội đến, đi vào phòng số 11 ở bên phải. Phòng số 11 ở bên phải sao? Phải đó. Đại đội Eguchi trực thuộc sư đoàn 18, quân đoàn 52, lần này cùng quân chủ lực của quân đoàn 52 lên thuyền. Cậu biết họ ở phòng nào không? Phòng số 11 và 12 tầng 2. Đám người Nhật đó ở phòng số 11 và số 12. Sao họ lại tới phòng của mình ở? Để làm gì chứ? Anh nói sao? Cái tên đó bị trói ở cái cột này. Cái cột này vốn dĩ là ở đây, nhưng mà lúc chiến đấu, đạn đã làm gãy chỗ nối giữa cột và trần nhà, cho nên cột đã ngã xuống. Kẻ bị trói ở cột thoát ra được, cắt đứt dây thừng, rồi trốn khỏi phòng. Chứng quan, người mà anh nói là người mà chúng ta gặp ở nhà bếp sao? Chúng ta gặp hai tên ở nhà bếp, chắc chắn là một trong số đó. Lúc các cậu tới chi viện, vào từ cửa sổ phòng số 6 phải không? Phải đó. Lúc chúng tôi đánh lén từ cửa sổ, nhanh chóng khống chế được bà lão và cô gái trong phòng. Sau đó trên hành lang chúng tôi phát hiện ra vệ binh của họ đã bao vây Kawasaki và hai thuộc hạ. Chúng tôi uy hiếp lẫn nhau, cuối cùng thống nhất đối phương bỏ vũ khí xuống, theo chúng tôi xuống khoang hàng ở bên dưới, nhưng mà giữ hai người bên ta làm con tin. Vậy cậu có chắc sau khi thống nhất xong, tất cả người của họ đều đi theo cậu không? Không ai chạy trốn? Chắc chắn là không. Chuyện này tôi đảm bảo. Cậu vừa nói sức chiến đấu của sĩ binh phòng số 7 rất tệ, còn sĩ binh phòng số 8 lợi hại hơn phải không? Phải đó. Đi thôi, tới phòng số 8 xem thử. Lúc mới lên thuyền, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người Nhật ở bon tàu. Lúc đó tôi đã cảm thấy giọng điệu của hai người này không tốt. Sau đó tôi hỏi thử hiến binh trên thuyền. Cậu ta nói đội quân Nhật này là đại đội Eguchi thuộc sư đoàn 184, quân đoàn 52, tổng cộng có 52 người. Sao? Anh đã sớm nhận ra họ định cướp thuyền sao? Tôi nghe hiểu được chút tiếng Nhật. Giọng điệu nói chuyện của hai người đó không giống như là đang giỡn, cho nên tôi đã chú ý hơn.
và hỏi Hiến Bình về chuyện của họ. Thì ra là như vậy. Hiến Bình nói với tôi là đám người Nhật này ở phòng số 11 và số 12, ở tầng số 2, cũng chính là căn phòng họ vừa vào. Trưởng quan, người này chính là thủ lĩnh. Tôi nghe cô gái kia gọi hắn là đội phó cao. Đội phó? Đội phó? Trưởng quan, sao vậy? Nếu như người này là đội phó, vậy còn đội trưởng là ai? Vẫn còn một tên chỉ huy khác đứng đầu phòng số 7 là đoàn trưởng, có phải hắn không? Người này đang bị nhốt ở khoang hàng sao? Phải đó. Trong quân đội Quốc dân đảng, thường được gọi là đoàn trưởng, chứ không phải là đội trưởng. Đúng vậy. Đội trưởng nhất định là người khác. Có lẽ hắn chính là cái tên cao cao mà chúng ta đang tìm đó. Lạ thật, sao họ lại đến phòng của mình ở chứ? Hơn nữa còn là người của một tiểu đội. Có gì đâu mà lạ chứ. Vào phòng của họ ở thì đó cũng là điều bình thường thôi mà. Nhìn thấy gì rồi?